À, chào các bạn, thì ở đây là một cái cửa hàng của người châu Á, của người Trung Quốc. Họ mới vừa mở cửa ra. Đó. Ở đây thì là cái đầu vào này có nhiều thức ăn, có nhiều loại đủ thứ loại nước uống hết các bạn ơi. Thì cửa hàng này mình mới phát hiện ra ở thành phố Valenciennes. Thì ở đây nó có đầy đủ hết trơn các bạn ơi. Mình bây giờ mình không phải đi xa nữa. Tại vì trước giờ thì mình đi rất là xa luôn. Đó, thì bây giờ mình tìm được cái cửa hàng này. Đó, có bán đầy đủ các loại sốt. Đó, sốt sốt whisk, sốt nước mắm, sốt nước tương. Đó, các loại này để làm curry nè các bạn. Nó có đầy đủ hết trơn luôn. Đó, ớt quá đẹp luôn. Thì giá cả thì cũng không có nhẹ lắm nha các bạn, tại vì họ đã đem về tới đây bán thì họ phải có lời, thường thì phải là 30% phải không, 15% tiền lời thì phải. Đó. Cái này là lạp xưởng nè các bạn. Nó lạp xưởng 8,50 € cho 1 kg. Một bịch chứ, một bịch này là 500 g nửa ký. Đó. Ở đây là bột để làm tôm chiên xù này, một bịch như thế này 4 € cho một một bịch như thế này. Đó, một bịch này là bao nhiêu gram đây, bịch này là nửa ký 500 g. Các bạn thấy cái sốt này để nấu lẩu này các bạn. Nếu mà các bạn muốn nấu lẩu cho nó nhanh thì để cái sốt này vô thôi. 2,50 € cho một một bịch như thế này. Đó. Đây, cái này cũng là nấu lẩu luôn này. Đó, họ đã chế biến làm sẵn. Cái bịch này là 2,80 € cho một một cái. Đó, cái này thì cũng vậy luôn, cũng nấu lẩu luôn này. Đó, nhưng mà tiếng tàu nên mình không biết được là cái gì. Đó, cái này cũng để là nấu lẩu luôn đó. Rồi lẩu ớt cay nè, lẩu ớt cay này 2,60 € một bịch. Còn cái này là ngũ vị hương. Đó. Còn này là để ướp vịt nè, ướp làm vịt tiềm, vịt khìa. Đó, cái này là để làm vịt khìa nè. Cái này là 2 € cho một bịch như thế này. Đó, còn cái này là gia vị để ướp làm xá xíu này. Đó, cái này cũng 2 € cho một bịch như thế này, rất là ngon luôn. Đó, mình đang tìm cái này các bạn ơi. Đó, cái này lâu lắm rồi mình không thấy nè. Tương hột. Đây là tương hột nè. 2,70 € cho 200 g nè. Quá ngon luôn. Nó có tất cả các loại sốt, dầu, giấm. Đó, rất là nhiều luôn. Nước dừa. Nước dừa. Cái này cái bột này để làm há cảo này. 1,60 €. Ớt khô. Ớt khô này là 2,50 €. Cái này là các hộp hộp măng này các bạn. Đó, một hộp măng như thế này là 10 € này. Còn cái hộp này là hộp trái vải này. Hộp trái vải này thì 7 € cho một hộp. Còn đây là sốt whisk, sốt sốt hào đó, sốt con hào đó các bạn. Một hộp này là 8 €. Đây có ở đây là có bò viên nè, có bò viên, có con ruốc nè. Đó, cái này là chân gà. Đó. Còn cái này là khoai cao, sả, các loại sả. Đó, đủ thứ sả hết. Đó, rất là nhiều thứ luôn. Cái này là tàu hũ chiên, quá nhiều luôn.
Tôm, mực, cá. Ôi là có nhiều thứ quá luôn. À, cái cửa hàng này mới mở các bạn ơi, cho nên là mình mới biết thì thôi. Có rất là nhiều loại cá rất là ngon luôn. Các bạn nhìn thấy cá này, con này to ghê chưa? Đây là khổ qua, cái này mình thích lắm này, bắp bắp ba màu này các bạn, đó, bắp ba màu. Còn đây là thịt vịt gochi, quá ngon luôn, sò đẹp, há cảo, củ sen, đậu các loại. Còn mình đây là các loại bánh này đó, bánh bao có nhân, bánh bao không nhân đó, rồi cái này là há cảo gì đó, phải không? Gọi là há cảo không đó, có nhiều loại bánh ghê luôn, bánh bò. Cái này đây các bạn nhìn thấy cái này nè, ở đây người ta làm nem, là người ta hay sử dụng cái bánh tráng này nè, không biết ở Việt Nam mình có hay không. Bánh tráng này làm từ bột bột mì thì nó rất là dễ làm và nó không có bị dính lại các bạn, nó không, khi mình chiên nó không có bị dính vào nhau và nó không bị bể, rất là ngon luôn đó. Các loại tôm đó, samosa, há cảo, rồi gì hoành thánh, rồi chả giò. Ô là chả giò quá ngon luôn các bạn ơi. Đó, đây là cửa hàng này rất là rộng luôn. Đó, rất là rộng luôn, có bán đầy đủ hết, đủ thứ mì, các loại mì gói, bún, phở, quá trời luôn đó. Thì cửa hàng này có quá nhiều luôn, mình rất là thích các bạn ơi. Và bây giờ mình đã tìm được cái chỗ để mua đồ rồi nha. Còn đây là đồ ở trong tủ lạnh, đồ tươi đó, có tất cả các hàng hóa đủ thứ hết. Cái này là những đồ tươi, bánh, đủ thứ loại bánh hết nè các bạn. Thì mình mở ra xem. Đó, các loại bánh này. Và bánh này thì mình không biết các bạn ơi. Quá ngon luôn. Cái này giá nấm, chả giò. Đó, chả giò này, chả lụa chứ. Chả lụa. Đó, hành, các loại bắp cải nè, ngon quá sức luôn. Nấm, các loại nấm còn giá nè các bạn. Đó, giá. Còn này là chả lụa nè, mình sẽ lấy một cái chả lụa đặc biệt đó. Các bạn thấy không? Tiếng Việt. Đây là những loại nước uống này đó, tất cả các loại nước. Còn đây là cải đó, các bạn coi có nhiều loại cải ghê chưa, cải thìa, cải này kia rồi đó. Ồ, quá nhiều luôn. Ớt, cái này là ớt rất là cay nè. Bắp đó, còn cái này là gì, đuôi heo, cái này là đuôi heo, cái này là cá khô, này là đậu bắp. Đậu bắp này là gần 7 euro một ký nha các bạn. Cái này là đuôi heo này. Đó, ở đây họ bán đuôi heo rất là nhiều luôn. Đó, cái này là trái lê. Có rất là nhiều trái lê luôn.
Còn đây là những loại bánh kẹo nè, có đủ thứ hết. Đó, các bạn thấy không? Ở đây họ có tiền là có thể ăn được những món của người Việt mình nè. Đó, thì trước giờ mình không biết chỗ này, cho nên là ở nhà mình thường ăn món Tây là nhiều. Đó, bây giờ mình biết rồi thì mình sẽ ghé đây thường xuyên hơn. Cái này là nói là gì ta? Cái này là rong biển nè các bạn. Đó, rong biển để cuốn kebab maki. Đó, còn cái này là các loại nấm. Đó, cái này cũng là rong biển luôn nè. Đó, rong biển rất là nhiều. Cái này là các loại gia vị, mấy cái bông mà để nấu phở đó các bạn. Ớt. Ồ, có đủ thứ hết luôn. Đó, các bạn nhìn thấy này, đẹp chưa? Cửa hàng này nó mới toanh luôn. Đó, ở dưới thì bánh tráng. Ở đây là các loại bánh tráng này. Còn bánh tráng đến từ Việt Nam nè các bạn. Bánh tráng đến từ Việt Nam. Bánh tráng hoa hồng. Đó. Đó, cái này là kìa. Đó, các bạn thấy chữ bánh tráng không? Đó, tiếng Việt của mình đó. Còn đây là nếp nè. Họ bán các loại nếp. Còn đây là gạo nè. Gạo này rất là ngon luôn. Đó, 5 đồng 50 một bịch như thế này 2 kg. Còn đây là bột ván nè. Đậu xanh. Đó, mua đậu xanh về làm giá được ạ. Đó, mình sẽ lấy một bịch đậu xanh. Đậu đỏ. Đậu đỏ, đậu đen. Ôi là là. Đủ tất cả loại đậu hết. Ở đây đậu xanh nữa nè. Ở đây gọi là haricot mongo. Đậu xanh nè. Còn đây là cái hạt bo bo đó các bạn. Còn đây là đậu nành. Đậu nành này có thể mình làm tàu hũ được nè. Làm gọi là gì ta? Làm sữa đậu nành ăn rất là ngon. Còn đây là bánh phồng tôm. Còn đây là các loại dưa chua. Đủ thứ dưa chua hết các bạn ơi. Ở đây bán nhiều thứ quá chừng luôn, thấy ham ha. Đó, một cửa hàng rất là lớn luôn. Củ cải chua. Còn đây là nấm chua. Còn đây là dưa cải chua nè. Cải chua tiếng Việt đó các bạn. Còn đây là nãy mình nói là gì nè, quên rồi. Dưa cải chua. Còn đây là củ cải nè. Củ cải vàng. Đây là nấm kim châm nè. Đó, nấm kim châm. Còn cái này là để hầm gà thuốc bắc nè các bạn. Đó, để hầm gà thuốc bắc nè. Còn cái này là cái gì mình không biết thật sự. Cái này nó để là cái này đến từ Trung Quốc nhưng mà mình không biết cái này là cái gì. Nó giống như là gì, cái nấm không biết được. Còn đây là hạt điều. 8 euro một bịch như thế này. Đó. Ngon quá các bạn ơi. Còn cái này là gì ta? Tàu hũ kia. Đó, tàu hũ kia. Hạt này là hạt sen. Trái
chế táo đỏ. Ngon quá sức luôn. Còn đây là mấy cái hạt gọi là jori, ở bên mình gọi là gì, kỷ kỷ đó các bạn, quên, tự nhiên quên mất rồi. Kỷ tử, đúng rồi, hạt kỷ tử. Còn đây là trứng vịt bắc thảo nè. Đó, trứng vịt bắc thảo. Còn đây là đậu hũ nè các bạn. Đó, đậu hũ. Các loại đậu hộp. Đó. Cái này là những cái trái trái vải, măng, nấm. Rất là ngon luôn. Còn đây là gừng này, gừng ngâm giấm này. Đó, ngon chưa? Còn đây là cái lá rong biển để cuốn maki nè các bạn. Một bịch như thế này là 4,5 đồng. Nó có 48 gram. Nó có 20 cái lá ở trong để cuốn. Rất là ngon. Gạo. Gạo để làm sushi. Một ký gạo để làm sushi này thì là 4 euro. Đó, 4 euro. Các bạn nhớ cái này là gì không? Bánh men nè các bạn. Đó, cái bánh men nè. Ngày xưa, ngày Tết á, thì mình thường hay được ăn cái bánh men này. Đó, để vào miệng nó tan chảy ra. Đó, các loại bánh kẹo đến từ Trung Quốc hoặc là đến từ Việt Nam. Hay là mình sẽ lấy một bịch đậu nành đó các bạn, về vì mình sẽ chế biến sữa đậu nành để uống. Còn đây là hạt trân châu nè các bạn, thì ở đây gọi là perle tapioca. Đó, mình sẽ thử một bịch đây các bạn. Cái này thì đến từ Trung Quốc. Kệ đi, ở đây không có mà lâu lâu mới ăn một lần chắc không sao đâu. Còn đây là mè, các loại mè đó. Các loại mè này bây giờ mình không có đi máy bay, mình không có đem theo được đâu các bạn. Cái hàng này đi máy bay mà đem theo là dễ bị phạt lắm nè. Còn cái này mè đen. Còn đây là các loại ớt. Đó, ớt để chế biến thức ăn nè. Satay, bột satay. Đó, cái này bột sa tế. Còn cái này cũng là bột sa tế luôn. Cái này cũng là bột sa tế luôn. Đó, các bạn thấy chữ bột sa tế ha, đến từ Việt Nam. Thì cái bột này là 13,50 € cho một bịch nè. Cái này 1 ký. Còn cái này là 6,80 € nè, 500 gram. Còn cái này là 1 ký cộng 50 gram nữa. Không biết 50 gram là tự nhiên để 1 ký cộng 50 gram như thế này là sao. Đó là chắc 50 gram này chắc được miễn phí quá. 13,99 €. Kể như là 14 euro. Còn cái này là không biết họ để là bột wasabi để làm gì mình không biết. Để cái bột nó to quá trời luôn, nó nhiều như thế này là không biết. Cái này cũng là bột wasabi luôn nè. Cái này một bịch này là 16 euro. Đó, 16 euro. Mình không biết để làm cái gì mà nhiều quá. Chắc do mấy cái cửa hàng, nhà hàng đó các bạn. Khoai mì này là 2 euro cho 1 ký. Còn khoai cao này là 3,80 € cho 1 ký. Khoai lang là 6 euro 1 ký. Đó. Tỏi này thì là 5 euro 1 ký. Còn cái này là gừng của Trung Quốc này, 5 euro 1 ký. Oui, je sais, chez vous, en fait, il y a des containers en Chine.
Sapas so Việt Nam à? Bác nói, bởi bác sẽ bác là phòng che bác chú ở Việt Nam on mange ça aussi beaucoup, on jette rien. Voilà, mais ici c'est différent. Oui, les gens ici ils ont voit ça et ils ont peur. Vous avez des sacs? Non, je n'ai pas de sac, mais ouais. Các bạn, thì lúc nãy mình đang ở trong một cái cửa hàng của người châu Á, là của người Tàu. Nhưng mà người Tàu bán, nhưng mà hàng hóa thì nó sẽ đến từ những nước khác nhau. Thì họ sẽ đến trong một cái cửa hàng có tên gọi là Paris Store ở Pháp. Rồi từ đó họ sẽ phân phối ra những cái cửa hàng khác. Thì tùy theo người Tàu, người Thái Lan và người Việt Nam thì họ đứng làm chủ cửa hàng, nhưng mà hàng hóa thì đến từ những nước khác nhau chứ không phải là đến từ nước của Trung Quốc không. Đó, thì bây giờ mình mua một số hàng có hàng của Việt Nam nữa, mình sẽ cho các bạn xem ha. Thì đây thì mình tìm được một cái giò lụa, đó, cái chả lụa gọi là giò đặc biệt nè, đó, tiếng Việt Nam. Đó, cái này hàng đến từ Việt Nam. Thì cái này là 500 gram nửa ký là 4 euro 20 centim cho một cái này. Còn đây là đậu xanh, đậu xanh nguyên hộp. Thì mình thấy có nhiều bạn làm giá rất là dễ dàng luôn, cho nên mình cũng muốn thử làm giá coi như thế nào. Thì một cái bịch đậu xanh như thế này giá là 2 euro 50 centim cho nửa ký. Còn cái này là hột đậu nành. À, không phải, lộn. À, cái này là hột đậu nành nè các bạn. Mình mua về để mình làm sữa đậu nành uống. Thì cái này là đến từ Trung Quốc nè. Sữa đậu nành. Đó. Thì cái này là 1 euro 50 centim cho nửa ký. Còn đây là cái hột trân châu nè các bạn. Thì con gái mình nó thích quá cho nên mình mua cái này là đến từ Trung Quốc. Đó, một bịch như thế này là 3 euro 90 centim. Thì nếu mà tính tròn là 4 euro thì là 100 ngàn tiền Việt Nam. 100 ngàn tiền Việt Nam thì cái này nó chỉ có 250 gram thôi các bạn. Đó. Còn cái này là chân gà. Đó, chân gà. Chân gà này. Thì đó, cái này là 1 ký nè các bạn. Thì cái chân gà này đến từ nước Bologna. Đến từ nước Bologna chứ không phải đến từ Trung Quốc. Đó, thì cái hạn sử dụng của nó tới năm 2022. Cái này là nó ở trong đông đá. Và mình mua về là bây giờ nó đâu nó xả đá rồi. Cho nên bây giờ mình phải ăn hết. Trong vòng 2 ngày thì đồ đông đá thì mình đem ra ngoài mình sẽ được để tươi trong vòng 2 ngày. Đấy, thì cái bịch này là 4 euro 50 centim. Thì tính tiền Việt Nam khoảng 110 ngàn tiền Việt Nam. Còn đây là khổ qua đông đá. Đó, khổ qua đông đá. Thì một bịch như thế này là gần 3 euro, còn chút xíu nữa là 3 euro, tính tròn là 3 euro đi. Hai bịch là 6 euro. 6 euro thì khoảng 125 ngàn tiền Việt Nam cho 5 trái như thế này. Đó, cái này là hàng đông đá đó các bạn. Rất là thích ăn cái này luôn. Thì ở đây gọi là concombre amer. Còn đây là tàu hũ. Tàu hũ nó sản xuất ở Pháp chứ không phải là đến từ các nước khác. Cái này sản xuất ở Pháp. Đó, một cái khối như thế này là 500 gram. Đó, 500 gram. Thì một khối như thế này là 2 euro 50 centim. 2 euro 50 centim thì khoảng 70 ngàn tiền Việt Nam. Khoảng đó. Đó, thì mình mua 4 cái luôn. Tại lâu lâu mới đi một lần cho nên mình mua 4 cái luôn. Thì 4 cái này là 10 euro. Đó, đây là gạo. Gạo của Thái. Đó, gạo thơm của Thái, nhưng mà gạo của Thái nhưng mà để tiếng Việt nè các bạn. Gạo thơm thượng hạng. Đó, tiếng Việt này. Thì cái bịch này là 12 euro, tức là
250, 250, chắc khoảng 270.000 tiền Việt Nam. Đó, 200, chắc khoảng 270.000 tiền Việt Nam. Khoảng đó, không biết tính làm sao nữa. Đó, thì nó để là gạo thơm mùi lài. Đó, gạo thái mùi lài, mùi hoa lài. Đó, 4,5 kg, bịch này là 4,5 kg. Đó, tổng cộng hôm nay là mình đi chợ là 45 euro, 45 cm, là khoảng 1.100.000 tiền Việt Nam cho tổng thể tất cả những cái thứ này mình mua ngày hôm nay. Đó, cũng không có nhiều hết các bạn, nhưng mà đắt quá trời ha. Tại vì những cái hàng nào mà nhập khẩu là giá của nó sẽ cao hơn những cái hàng ở trong nước. Đó, cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào.